Nghĩa còn nhớ khi con lò vi sóng này nè được khui thùng trải nghiệm để lên video review chi tiết cho mọi người á, thì cả team rất là háo hức luôn. Tại vì buổi trưa đã có chỗ để hâm cơm rồi, không cần phải đi đâu xa. Tại vì mọi người biết không, nào giờ thì cái phòng đặt lò vi sóng á thì nó ở xa phim trường, cho nên rất là bất tiện. Còn bây giờ có lò vi sóng đặt ngay tại phim trường á thì vô cùng là tiện lợi luôn. Tuy nhiên đến buổi trưa hâm cơm lại có vấn đề, đó là mọi người không biết xài sao hết. Tại vì nào giờ tất cả mọi người đều quá quen với những con lò vi sóng mà chỉ có hai nút là điều khiển công suất với lại thời gian thôi. Bây giờ thì con này nè, mọi người thấy nó quá trời nút luôn. Cho nên tất cả mọi người tụm nhau bàn về vấn đề là lò vi sóng chỉ cần hâm nóng đồ ăn hoặc là rã đông thì tại sao phải làm quá trời chức năng chi cho nó rối, tại vì chúng ta có xài tới đâu. Đó chính là lý do tại sao mà hôm nay chúng ta sẽ có clip này: lò vi sóng đa năng có thực sự cần thiết hay không. Rất là dễ để biết cái nào là lò vi sóng đa chức năng, chúng ta chỉ cần nhìn vào bảng điều khiển là biết liền. Thiết kế nhiều nút nhấn nè, hoặc là có cả nút nhấn lẫn nút vặn luôn, và nó thường là lò vi sóng điều khiển điện tử. Khác với lò vi sóng cơ bản, nó chỉ có hai nút vặn, cũng là lò vi sóng điều khiển cơ. Và để biết là lò vi sóng đa năng có thực sự cần thiết hay không thì chúng ta sẽ xét đến từng chức năng của nó và xem khả năng ứng dụng thực tế có khả thi hay không. So về những chức năng cơ bản trước nha, đã nói là lò vi sóng đa năng rồi thì chức năng cơ bản sẽ được nâng cấp hơn. Với vi sóng thay vì chỉ có 5 mức: thấp, trung bình cao và cao, thì mức vi sóng được quy ra thành phần trăm, thể hiện từ 10 cho đến 100%. Tức là băm nhỏ mức độ ra hơn á để cho mọi người dễ điều chỉnh, dễ canh chỉnh, có được độ chính xác cao hơn. Còn với rã đông á thì lò vi sóng đa năng sẽ phân ra riêng biệt thành rã đông theo khối lượng và rã đông theo thời gian. Thực ra thì lò vi sóng cơ bản cũng vậy thôi mọi người, nhưng mà nó sẽ gom chung điều khiển một nút vặn thôi. Tuy nhiên phải công nhận lò vi sóng đa năng hơn ở chỗ là khi mà chúng ta rã đông theo khối lượng á thì có cái khoảng khối lượng rộng hơn, thường tới 2kg lận, trong khi lò vi sóng cơ bản chỉ tới 1kg thôi. Như vậy là mọi người cũng được nới rộng trong khâu lựa chọn. Khi mà chúng ta cần chế biến những khối thực phẩm lớn á thì không cần phải chia rã đông nhiều lần, thích hợp cho gia đình đông thành viên. Mọi người thấy với lò vi sóng đa năng thì cái gì nó cũng nới rộng khoảng lựa chọn cho mình, trong đó có thời gian. Nếu lò vi sóng cơ bản chỉ dừng ở khoảng thời gian nấu tối đa 35 phút thì lò vi sóng đa năng cho mọi người giải thời gian có khi lên đến 99 phút 99 giây. Một khoảng thời gian rất rộng để chúng ta có thể chế biến thêm được nhiều món ăn. Còn nữa nha, lò vi sóng đa năng sẽ cho mọi người hẹn được thời gian nấu theo thời gian thực. Tại vì mấy cái lò này nè, nó được trang bị cài đặt đồng hồ. Nhưng mà với chức năng này á thì nghĩ là mọi người sẽ không dùng đến nhiều đâu. Tại vì một khi chúng ta có nhu cầu tìm đến cái anh lò vi sóng là chúng ta đang tìm cái sự nhanh chóng đúng không? Ít ai mà đưa thức ăn vào rồi bấm hẹn giờ lắm. Chưa kể môi trường bên trong lò vi sóng không thích hợp để chúng ta để thức ăn lâu. Với lò vi sóng á, thì có loại còn được trang bị thêm chức năng nướng nữa. Với cái này á, thì cả lò vi sóng cơ bản hay là đa năng đều được trang bị hết. Vấn đề là ở chức năng này của lò vi sóng á, do thường nó chỉ được trang bị thanh nhiệt làm nóng ở phía trên thôi, nên thời gian nướng của lò vi sóng nó sẽ lâu hơn rất nhiều so với khi chúng ta dùng lò nướng. Từ đó, việc lò vi sóng đa năng nó có giải thời gian rộng hơn sẽ là ưu thế nếu mọi người muốn là dùng lò vi sóng để nướng. Thêm nữa, với lò vi sóng đa năng thì chức năng nướng nó sẽ có nhắc trở, giúp mọi người chú ý mà trở mặt món ăn để nướng đều hơn. Xong phần chức năng chính mà cả hai loại lò đều có rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những chức năng phụ khiến cho lò vi sóng trở nên đa năng. Phải kể đến trước tiên thì là chức năng thực đơn tự động, hoặc một số lò nó còn làm hẳn cái menu nấu riêng cho từng loại món ăn mà mọi người hay nấu, như là hâm sữa, nấu canh, làm bánh vân vân. Thì những cái thực đơn tự động này nó giúp mình ở chỗ là lên sẵn mức công suất cũng như là thời gian rồi, việc của mọi người là nhấn chọn thôi. Có những lò nó còn chính xác đến mức độ là cho mọi người chọn theo khối lượng, giống như là cái lò này chẳng hạn. Vậy là nó tiện lợi đúng không? Kiểm chứng luôn với lò vi sóng này của Cáp. Ở trong mớ các chương trình tự động của nó có rau củ, cho nên Nghĩa sẽ dùng chương trình này để luộc khoai lang. Ở khoai lang ở đây Nghĩa có tầm 300g nha mọi người. Mình sẽ cho chút nước vào tô rồi mình đậy đĩa phía trên. Ok, dựa theo mức khối lượng này thì mình điều chỉnh nha. Với 300g thì lò hiển thị thời gian tương ứng là 6 phút rưỡi nè. Đây mọi người, sau 6 phút rưỡi thì khoai lang đã luộc xong. Nhìn qua kết cấu trước ha, khoai lang không bị nát nè.
Tuy có hơi khô chỗ này nhưng mà bên trong khoai nó đã mềm hết rồi nè mọi người ơi. Điều này đồng nghĩa là chứng minh chức năng thực đơn có hiệu quả. Mọi người cũng thấy, với việc cài sẵn như thế sẽ giúp cho chúng ta đỡ lăn tăn hơn trong quá trình nấu nướng nếu như chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, đúng không? Tuy nhiên, với những cái lò mà được trang bị nhiều thực đơn nấu tự động á, thì thường sẽ được thể hiện cài đặt thông qua ký hiệu trên bảng điều khiển. Mà muốn biết ký hiệu này tương ứng với món ăn nào thì chúng ta phải tra sách hướng dẫn sử dụng. Điều này gây ra bất tiện là đâu thể nào mình nhớ hết nguyên một cái bảng như thế này đâu. Nên với chức năng này nó sẽ thật là hữu ích nếu như chúng ta có dán thêm một cái nốt ở bên cạnh lò vi sóng để lúc xài thì tiện tra. Hoặc là mình xài lâu, mình quen, mình nhớ rồi á, mình tự nhấn luôn, khỏi cần phải tra sách hướng dẫn nữa. Tiếp đến là chức năng đa chu trình. Đây là một chức năng mà người thấy nó thực sự cần thiết nha. Bởi nó sẽ giúp cho mọi người kết hợp nhiều chức năng trong một lần nhấn cho một món ăn. Mình sẽ không cần cứ dùng xong một chức năng rồi thì phải canh nhấn cho lò làm tiếp chức năng khác. Nói cho mọi người dễ hiểu hơn là như thế này nè. Ví dụ như là với món cơm chiên đông lạnh mua siêu thị đi, thì quy trình có phải là mọi người sẽ nhấn cho nó rã đông. Để cho nó báo rã đông xong thì mọi người nhấn tiếp cho nó hong nóng cơm lại, đúng không? Còn bây giờ với nấu đa chu trình á, thì chúng ta chỉ thao tác đúng một lần duy nhất thôi, không cần phải đứng canh luôn. Lò vi sóng nó sẽ tự động làm hết tất cả, xong rồi nó báo mọi người tới lấy cơm thôi. Thì cái việc này nó sẽ rất tiện cho những lúc mà chúng ta bận deadline công việc mà bụng đói quá, không có thời gian đứng canh hay là thao tác rườm rà, thì nó rất là giúp ích cho chúng ta luôn. Cuối cùng là với những lò vi sóng đa năng thì nó còn có khóa điều khiển để phòng trường hợp nhà có trẻ con tinh nghịch nhấn lung tung. Và tất nhiên nếu nhà mọi người mà không có trẻ con hoặc là cái vị trí đặt lò vi sóng á, tránh xa được tầm tay của các em thì đây không phải là chức năng cần thiết. Và đó là những chức năng phụ Nghĩa thấy thường được trang bị cho lò vi sóng đa năng. Phải công nhận một điều là cái chức năng nào làm ra nó cũng đều có ích hết, chỉ là xem có phù hợp với điều kiện sử dụng của gia đình mình hay không thôi. Ưu điểm của lò vi sóng đa năng là độ chính xác cao, khoảng điều chỉnh rộng và nhiều chức năng phụ, thực sự có ích cho những ai mà chưa có nhiều kinh nghiệm nấu nướng hoặc là không có thời gian. Đồng nghĩa với điều đó thì nhược điểm của nó sẽ là nhiều nút nhấn nè, nhiều thao tác cài đặt, cho nên gia đình nào mà có người lớn tuổi sử dụng thì không phù hợp. Hoặc như đầu video Nghĩa có chia sẻ rồi, là với những môi trường như văn phòng á, chúng ta cần sự nhanh chóng tiện lợi và chỉ dùng để rã đông và hâm nóng thôi, cho nên nhiều chức năng là không cần thiết. Nó sẽ phù hợp hơn với những gia đình trẻ yêu thích sự hiện đại, tiện lợi. Video đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Biển Mây Xanh nha. Bye bye.